phật dạy này thiện hiện vì quả dự lưu thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả dự lưu thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả dự lưu không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì quả dự lưu thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả vị độc giác không xanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nên thanh tịnh. Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh nên thanh tịnh. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.